Chỉ cần nhìn Đàm Tùng Vận và Hồ Thụy Tiên, một nữ diễn viên có đôi mắt thông minh quan trọng như thế nào, đôi mắt của một nữ diễn viên quyến rũ đến mức nào. Sự tương phản lấp lánh giữa Đàm Tùng Vận và gái thật Hồ Thụy Tiên. Chương mở đầu thu hút, cuộc tranh giành ánh mắt dưới những vì sao sáng. Chủ nhân cảm xúc trên màn ảnh là ai? Ngày nay, mỗi lần xuất hiện trong làng giải trí đều giống như một bữa tiệc thị giác. Với sự nổi tiếng của Em Đẹp Hơn Cả Vì Sao, chúng ta bị cốt truyện thu hút sâu sắc, đồng thời cảm động trước sức hút trong ánh mắt của các nữ diễn viên. Đặc biệt là Đàm Tùng Vận và Girl Thật Heroiction, đôi mắt của họ như hai tia sáng độc nhất vô nhị khiến người ta phải suy nghĩ, đôi mắt của nữ diễn viên có ma lực gì? Những gì tôi nhìn thấy ở hiện trường, những mỹ nam đẹp trai quá gợi cảm và kiểu tóc dài của Đàm Tùng Vận đã trở thành tâm điểm của khán giả. Tại địa điểm quảng cáo Em Đẹp Hơn Ánh Sao, Hứa Khải mặc một bộ vest đen đặt may riêng. Anh ấy trông rất đẹp trai, như thể bước ra từ truyện tranh. Còn Đàm Tùng Vận, người đã chuyển hóa từ kiểu tóc ngắn trong vở kịch sang kiểu tóc dài bồng bềnh, tràn đầy khí chất trẻ trung, đứng cùng Hứa Khải. Cô là sự kết hợp hoàn hảo giữa trai đẹp và mỹ nữ. Ngược lại, nữ chính thứ hai Heroiction xuất hiện như một cô gái thời thượng, đường nét khuôn mặt thanh tú, trang điểm tươi sáng, nhưng trước sự nhanh nhẹn của Đàm Tùng Vận, cô ấy dường như thiếu đi một chút tia sáng, linh hồn. So sánh trong và ngoài vở kịch, thông minh và trống rỗng, ai có thể chạm đến trái tim mọi người hơn với sự kịch tính trong mắt họ. Trong vở kịch, Đàm Tùng Vận và Hồ Thụy Tiên đóng những vai có tính cách hoàn toàn khác nhau. Nhưng đôi mắt như biết nói của Đàm Tùng Vận luôn có thể thu hút sự chú ý của khán giả. Đôi mắt cô đầy cảm xúc, dù cười hay khóc cô đều có thể truyền tải một cách hoàn hảo thế giới, nội tâm của nhân vật. Mặt khác, Hồ Thụy Tiên, mặc dù đường nét khuôn mặt của anh ấy là ba chiều và trang điểm rất tinh tế, nhưng trong một số cảnh quay, đôi mắt của anh ấy trông hơi trống rỗng và thiếu chiều sâu cảm xúc. Đặc biệt là trong các bộ phim truyền hình cổ trang, nhiều cư dân mạng đã chỉ ra rằng, sự thật, ánh mắt chưa đủ kịch tính. Cuộc thi phong cách, Đàm Tùng Vận luôn thay đổi và Hồ Thụy Tiên độc đáo. Biểu tượng thời trang của bạn là ai? Trong các hoạt động quảng bá, Đàm Tùng Vận dường như đã trở thành một cuốn sách giáo khoa về thời trang dạo phố, dù là phong cách ngọt ngào, thanh lịch hay giản dị, cô đều có thể dễ dàng kiểm soát và mỗi lần xuất hiện đều mang đến sự mới mẻ cho mọi người. Ngược lại, Hồ Thụy Tiên vẫn theo đuổi phong cách nữ tính thời thượng và đầy cá tính, nhưng ánh mắt lại trở nên có chút tiếc nuối. Trong video năng động, thảo luận về kỹ năng diễn xuất, Đàm Tùng Vận chạm đến trái tim khán giả qua kỹ năng diễn xuất. Trong mắt cô như thế nào? Kỹ năng diễn xuất là năng lực cạnh tranh cốt lõi của diễn viên. Đàm Tùng Vận thổi sức sống vào nhân vật bằng đôi mắt tâm linh của mình. Dù vui, buồn hay tức giận, cô đều có thể truyền tải chính xác đến khán giả thông qua những thay đổi trong ánh mắt, khiến mọi người đồng cảm với cô. Ngược lại, đôi mắt của Hồ Thụy Tiên có vẻ đơn độc và thiếu nhiều lớp. Đặc biệt trong những cảnh đòi hỏi sự thể hiện cảm xúc tinh tế, anh ấy có vẻ hơi thiếu sót. Tiếng nói của cư dân mạng, đôi mắt thông minh của Đàm Tùng Vận được khen ngợi, nhưng Hồ Thụy Tiên vẫn cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa. Cư dân mạng lần lượt nói, đôi mắt của Đàm Tùng Vận dường như có những ngôi sao dưới biển, và mỗi lần xem cô ấy thi đấu, tôi đều bị thu hút sâu sắc. Ngoại hình của Heroiction không chê vào đâu được, nhưng đôi mắt của anh ấy thực sự cần phải chỉnh sửa nhiều hơn. Mọi người hết lời khen ngợi đôi mắt thông minh của Đàm Tùng Vận, trong khi vấn đề về thị lực của Hồ Thụy Tiên đã trở thành thách thức lớn đối với khả năng diễn xuất của cô. Đối đầu dư luận, ánh mắt lay động, sức hút vô hình của nữ diễn viên. Trong đấu trường cạnh tranh của làng giải trí, nhan sắc có thể gây sự chú ý nhất thời, nhưng điều khiến khán giả thực sự nhớ đến chính là sức hút tỏa ra từ tận đáy lòng. Đối với một nữ diễn viên, việc có một đôi mắt biết nói còn quan trọng hơn vẻ đẹp thuần khiết. Đàm Tùng Vận chứng minh điều này bằng đôi mắt thông minh của mình, trong khi tấm gương của Heroickson nhắc nhở chúng ta, khi theo đuổi vẻ đẹp bên ngoài, chúng ta cũng phải chú ý đến việc trau dồi nội tâm và biểu hiện của đôi mắt. 02. Đàm Tùng Vận, một nữ thần trong sáng của làng giải trí, nụ cười như ánh nắng và kỹ năng diễn xuất chinh phục cả thế giới. Xin chào mọi người, tôi là He Nhan Niu. Trong giới giải trí phức tạp, luôn có một số ngôi sao giống như những ngôi sao sáng, chiếu sáng thế giới đầy cạnh tranh và cám dỗ này bằng sức hút độc đáo của họ. Và Đàm Tùng Vận chính là một nữ diễn viên khiến mọi người trông tươi sáng và vui vẻ. Với nụ cười siêu phàm và kỹ năng diễn xuất tuyệt vời, cô đã trở thành một thế lực không thể bỏ qua trong làng giải trí. Nụ cười của Đàm Tùng Vận dường như có một sức mạnh thần kỳ có thể ngay lập tức xua tan nỗi u ám trong lòng mọi người. Mỗi khi cô nở nụ cười ngọt ngào đó, nó giống như tia nắng ấm áp xuyên qua mây và chiếu sáng cả thế giới. Nụ cười của cô ấy trong sáng và thuần khiết, không có một chút tạp chất nào, chỉ cần nhìn vào thôi cũng khiến người ta cảm thấy dễ chịu hơn ngay lập tức. Trong thời đại đầy căng thẳng và lo âu này, nụ cười của Đàm Tùng Vận chắc chắn đã trở thành sức mạnh chữa lành hiếm có, giúp con người tìm thấy khoảnh khắc bình yên và tươi đẹp giữa sự bận rộn và kiệt sức. Ngoài nụ cười, sự ngây thơ và ý định ban đầu của Đàm Tùng Vận cũng là lý do quan trọng khiến cô trở nên độc nhất trong làng giải trí. Trong hội chợ phù phiếm này, nhiều người sẽ bị cám dỗ và dần dần đánh mất chính mình. Nhưng Đàm Tùng Vận vẫn luôn giữ nguyên sự ngây thơ và ý định ban đầu của mình, kiên quyết diễn giải mọi vai diễn theo cách riêng của mình và truyền tải năng lượng tích cực. Cô không bao giờ thay đổi bản thân để phục vụ thị trường hay khán giả mà luôn kiên định với niềm tin và mục tiêu theo đuổi của mình. Phẩm chất hiếm có này đã giúp cô nhận được sự tôn trọng và yêu mến của vô số người trong làng giải trí. Tất nhiên không thể bỏ qua khả năng diễn xuất của Đàm Tùng Vận. Cô dựa vào sự hiểu biết sâu sắc về nhân vật và kỹ năng diễn xuất tuyệt vời để khiến mỗi vai diễn trở nên sống động và ăn sâu vào lòng người dân. Cho dù cô ấy là một người phụ nữ dịu dàng trong một bộ phim truyền hình cổ trang hay một công nhân cổ trắng thành thị trong một bộ phim truyền hình hiện đại, cô ấy đều có thể dễ dàng đảm nhận nhiều vai diễn khác nhau và thể hiện phong cách diễn xuất đa dạng của mình. Khả năng diễn xuất của cô không chỉ khiến khán giả choáng ngợp mà còn giúp cô có được chỗ đứng trong lĩnh vực điện ảnh, truyền hình và trở thành một nữ diễn viên có uy tín và năng lực. Đàm Tùng Vận giống như một làn gió, mang đến một luồng gió mới khác cho làng giải trí. Cô đã sử dụng nụ cười, sự ngây thơ và kỹ năng diễn xuất của mình để gây bất ngờ và khiến khán giả hết lần này đến lần khác. Cô không chỉ là một diễn viên xuất sắc mà còn là một thần tượng tràn đầy năng lượng tích cực và khả năng chữa lành. Ở cô ấy, chúng ta thấy được sức mạnh của sự kiên trì và chăm chỉ cũng như vẻ đẹp của sự ngây thơ và ý định ban đầu. Trong ngành giải trí đầy biến động này, Đàm Tùng Vận viết nên huyền thoại của riêng mình theo cách riêng của mình. Cô chữa lành trái tim mọi người bằng nụ cười của mình, chinh phục khán giả bằng kỹ năng diễn xuất của mình, đồng thời chiếm được tình yêu và sự tôn trọng của vô số người bằng sự hồn nhiên và ý định ban đầu của mình. Tôi tin rằng trong những ngày tới, cô sẽ tiếp tục nỗ lực và tài năng của mình để mang đến cho chúng ta những tác phẩm tuyệt vời hơn, những khoảnh khắc cảm động hơn nữa. Đàm Tùng Vận, một luồng gió mới trong làng giải trí, chữa lành trái tim mọi người bằng nụ cười và chinh phục thế giới bằng kỹ năng diễn xuất của mình. Chúng ta hãy cùng chờ đợi những màn trình diễn tuyệt vời của cô ấy trong tương lai nhé.